Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự Tin nóng 24 giờ. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. 8 căn nhà làm tắc dự án 1.500 tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh là lãng phí lớn. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án 1.500 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 50 bị đình trệ vì 8 căn nhà chưa giải tỏa, khiến tuyến đường bị đứt đoạn dự án qua huyện Bình Chánh dài gần 7 km, nối từ giao lộ Nguyễn Văn Linh đến danh tỉnh Long An, gồm hai hạng mục chính, xây dựng mới tuyến song hành dài 4,2 km và mở rộng đoạn đường hiện hữu từ 7 m lên 30 túi m cho 6 làn xe. Tuyến song hành quốc lộ 50 được khởi công từ năm 2022, đến nay đã hoàn thành 75%, nhiều đoạn được hoàn thiện. Tuy nhiên, dự án bị bế tắc do công tác giải phóng mặt bằng. Đoạn qua khu dân cư Gia Hòa có 3 căn nhà chắn ngang đường thuộc quyền quản lý của công ty Gia Hòa chưa được bồi thường. Đoạn qua khu dân cư Phong Phú 4 có 5 căn nhà khác chắn toàn bộ mặt đường tại khu vực giáp đường Trịnh Quang Nghị do công ty Khang Phúc quản lý, chưa hoàn tất đền bù. Nguyên nhân cũng như thường gặp ở nhiều dự án khác, đó là chủ hộ đòi giá bồi thường cao nên chưa thỏa thuận được. Một khu vực có nhiều hộ đồng thuận với giá đền bù nhưng có 8 hộ không đồng tình, tạo ra hai điểm nghẽn trên tuyến đường dự án mở rộng đường là để phục vụ việc đi lại của người dân, nhưng vì 8 căn nhà không chịu thỏa thuận di rời mà bị cầm chân, trong khi kế hoạch thông xe vào cuối tháng 12 năm nay. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phương án, dự kiến thông xe trước những đoạn đã hoàn thiện để phục vụ người dân, trong khi chờ bàn giao các vị trí còn lại. Nghe ra thật khó chấp nhận, một tuyến đường, nhưng chỉ đi được vài đoạn, còn những chỗ tắc bẫn cứ tắc ngoài chuyện đi lại không thông suốt còn là chuyện mỹ quan đô thị sự tồn tại hai điểm nghẽn trên tuyến đường còn cho thấy sự bất lực của chính quyền địa phương trong việc giải phóng mặt bằng tất nhiên cùng lắm cũng phải cho thông xe những nơi xe chạy được đó là giải pháp tình thế nhưng chính quyền địa phương phải có giải pháp quyết liệt xử lý dứt điểm việc đền bù giải tỏa tám căn nhà này tiền của bỏ ra để làm đường nhưng không khai thác được là lãng phí Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hai doanh nghiệp Gia Hòa và Khang Phúc khẩn trương bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trong tháng 11 năm 2024. Còn 10 ngày nữa, liệu có thực hiện được hay không? Nếu hai doanh nghiệp và các hộ dân này không thỏa thuận được, huyện Bình Chánh phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Không thể vì 8 căn nhà mà cản trở hoàn thành và đưa vào khai thác dự án 1.500 tỷ đồng. không thể lấy khắc phục hậu quả để mặc cả giảm nhẹ hình phạt tại các phiên tòa xét xử các vụ án tham nhũng hối lộ nhiều bị cáo đều xin khắc phục hậu quả để được giảm nhẹ hình phạt pháp luật hình sự quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả tuy nhiên hậu quả gây ra không chỉ là tiền bạc mà còn nhiều tổn thất vô hình khác chưa kể nguyên nhân dẫn đến sai phạm xuất phát từ sai sót hay cố tình tham nhũng tham ô nhận hối lộ, đục khoét của công. Về vụ án xuyên Việt Oi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Mai Thị Hồng Hạnh thừa nhận các hành vi như cáo trạng quy kết và bày tỏ mong muốn được khắc phục hậu quả. Bị cáo cho biết, công ty hiện có một số tài sản đứng tên doanh nghiệp, cùng với tài sản cá nhân và tài sản nhờ người quen đứng tên có thể dùng để bù đắp tổn thất. Mai Thị Hồng Hạnh gây thất thoát 1.463 tỷ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường. Sau đó, để che giấu vi phạm, đã đưa hối lộ cho nhiều quan chức. Xin hỏi khắc phục như thế nào để bù đắp được những tổn thất về tiền bạc cũng như những hậu quả khác. Các quan chức liên quan đến vụ án này như Lê Đức Thọ, cựu Bí Thư Bến Tre, Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, Hoàng Anh Tuấn, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước. Đặng Công Khôi, cựu phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ. Những người này đã nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền nhận hối lộ và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Khắc phục tiền thì dễ, tiền nhận hối lộ, ăn không được phải trả. Nhưng, những hậu quả khác như gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước thì khắc phục như thế nào? Vụ vạn thịnh phát, khi tự bào chữa, Bị cáo Trương Mỹ Lan nói, nếu được sống thì mới có cơ hội tiếp tục khắc phục hậu quả, mới có cách làm cho các dự án đang giang dở được hồi sinh. Đây cũng là cách lấy khắc phục hậu quả để mặc cả giảm án. Hậu quả mà Trương Mỹ Lan gây ra không chỉ là số tiền tham ô 304.000 tỷ đồng, mà làm ảnh hưởng, xáo trộn nền kinh tế, thị trường tài chính, bất động sản, đưa hối lộ nhiều quan chức. Xin hỏi khắc phục như thế nào? Cố tình tham nhũng, nhận hối lộ, đưa hối lộ để đạt mục đích vơ vét tiền của, đến khi bị bại lộ, xin nộp lại tiền ăn cắp và cho đó là công lao để mặc cả giảm nhẹ hình phạt, quá vô lý. Tinh gọn bộ máy cần thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, bài bản. Không phải từ bây giờ, mà vấn đề tinh gọn bộ máy đã được đặt ra và thực hiện từ năm 2017 với nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của ban chấp hành trung ương khóa 12 theo nhận định của tổng bí thư tô lâm trong bài viết tinh gọn mạnh hiệu năng hiệu lực hiệu quả qua 7 năm thực hiện nghị quyết số 18, chúng ta đã đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu tạo chuyển biến tích cực tuy nhiên đến thời điểm này việc sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn chưa đồng bộ vẫn cồng kềnh nhiều tầng nấc nhiều đầu mối chức năng nhiệm vụ còn trùng lắp trồng chéo chưa rõ ràng phân cấp phân quyền chưa đồng bộ hiệu lực hiệu quả hoạt động chưa cao trong báo cáo chính phủ mới đây về tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính phủ năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà còn bổ sung thêm một ý là cơ cấu tổ chức bên trong của các bộ ngành cũng vẫn chưa thật sự gọn nhẹ. Tình trạng lẫn lộn chức năng hoạch định chính sách pháp luật và chức năng thực thi pháp luật trong bộ máy hành chính nhà nước dẫn đến tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi còi khó khắc phục. Về con số cụ thể thì Bộ Nội vụ cho biết trong 7 năm qua đã giảm. Tuy vậy Việc giảm vẫn chưa đạt yêu cầu và vẫn cần giảm nữa. Tiếp nữa là tinh giản biên chế, dù đã được các bộ ngành, địa phương quyết tâm, nỗ lực triển khai trong thời gian khá dài, nhưng đến nay vẫn còn tình trạng nếu bộ tôi giảm 30 đến 40% biên chế cũng chẳng hề hấn gì. Như đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, Đoàn Nam Định dẫn lời một bộ trưởng khi tranh luận tại hội trường chiều ngày 4 tháng 11 liên quan đến vấn đề tinh gọn bộ máy. Trong khi đó, tiền trả lương để nuôi bộ máy hoạt động không hiệu quả. Kim hãm sự phát triển của đất nước này đang ngốn đến 70% ngân sách nhà nước. Vậy nên, tinh gọn bộ máy không chỉ là đòi hỏi bức thiết của tình hình thực tiễn hiện nay mà còn phải sớm được thực hiện một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và bài bản như tiêu đề bài viết tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả rất đanh thép, đầy sức nặng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chủ trương tinh gọn bộ máy lần này chắc chắn sẽ thành công bởi ngoài sự quyết tâm còn được cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang đồng tình ủng hộ, mong chờ và hy vọng. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.